tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Ai Lỗi Ba Sinh, tác giả nhà văn Việt Đông. Tác phẩm được in tại nhà in Đức Lưu Phương, số 158 đường Espagne, Sài Gòn, tức là đường Lê Thánh Tôn ngày nay. Phát hành năm 1931. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1, chương 1, Hàm Quan Thọ Khổ. Theo con đường Kissinger chạy dài đến đầu đường Đưa Mông ở Sài Gòn, tức là khu Cô Giang Cô Bắc quận nhất. Bên phía hữu, ai đi ngang qua đều thấy một tòa nhà lầu 5 tầng nguy nga đồ sộ. Xung quanh rào bằng song ly sắt sơn xanh, bẻ bông đẹp đẽ lạ thường. Nhà này của ông Cao Đại Trưởng, ông là người tư bổn nhất ở châu thành Sài Gòn, ai ai cũng đều biết danh cả. Cao Đại Trưởng không có con, chỉ có hai người cháu ruột kêu ông bằng chú, tên là Cao Thanh Bình và Cao Thanh Minh mà thôi. Cao Thanh Bình học đỗ cử nhân về thì ông Hồ Việt Trung, cựu hội đồng quản hạt ở tỉnh Vĩnh Long, kêu gả con là nàng Hồ Kim Hương cho Cao Thanh Bình. Nàng Hồ Hương đây tuy là gái, song chẳng kém tài trai. Hán văn cũng giỏi, pháp văn thêm hay, lại võ nghệ cao cường. Nhất là nàng đánh kiếm tinh thông, nghề bắn càng lanh lẹ lạ thường, vì ông Hồ Việt Trung là tay võ nghệ tinh đời. Khi Cao Thanh Bình có vợ thì ông Cao Đại Trưởng cho 50.000 đồng và cho ra riêng lập nên gia thất. Cao Thanh Bình ra riêng rồi đồng cùng người bạn tên là Châu Vĩnh Phú cùng hùng nhau lập nên một tòa báo tựa là Hồn Cố Quốc. Châu Vĩnh Phú là con của ông Đốc Phủ Châu Vĩnh Thống ở Bến Tre. Châu Vĩnh Phú cũng mới thi đỗ cử nhân. Còn Cao Minh thì học hành lem nhem, mãn mê chơi bời, thanh lầu tủ điếm, cho nên ai ai cũng đều chê thầm. Cao Minh lại có tánh bạo tàn đố kỵ, thấy Cao Thanh Bình làm danh gian bốn bể, thêm vợ đẹp nhà xinh như vậy, cho nên Cao Minh đem lòng ganh ghét. Cao Minh thường chơi bời với một vị lương y tên là Leon Beroca và một vị tú tài tên là Cao Đoàn. Hai người này cũng là tay phóng đảng, nhất là Cao Đoàn sâu hiểm lạ thường. Một hôm sau, Cao Minh cấp của chú được 1.000 đồng bạc, rủ Cao Đoàn đi chợ lớn đánh bài cào cùng bọn khách Quảng Đông. Cao Đoàn rất vui mừng, cùng nhau thuê một cái xe hơi chạy vào chợ lớn, ghé nơi đường Thủy Binh, vào một căn phố lầu. Cả hai vào đi thẳng lên từng lầu chót, thấy có hơn 10 người khách Quảng Đông đang ngồi đánh bài phé. Mấy người Quảng Đông thấy Cao Minh và Cao Đoàn lên thì mừng rỡ, chào hỏi lăng xăng rồi mời ngồi. Tên Ban Khẹm là người chủ nhà nói với Cao Minh rằng: "Bây giờ ông sổ đề cho bọn tôi đánh được chăng?" Cao Minh nói: "Tôi sổ thì được rồi, sống ít tiền lắm." "Ông có bao nhiêu?" "1.000 đồng." "Ít quá, ông sổ số ít tệ là 5.000 đồng mới vừa. Vậy tôi cho ông mượn thêm 4.000 đồng, hôm sau ông đem đến trả cho tôi được chăng?" Cao Minh rất vui mừng nói: "Ông Ban có lòng tôi rất cảm ơn, hôm sau sẽ trả tiền." Nói rồi Cao Minh thì làm giấy nợ, còn Ban Khẹm thời lấy bạc. Còn mấy người khách xúm nhau lựa bài tứ sắc, mặt coi vui vẻ lạ thường. Việc xong, Cao Minh ngồi sổ, Cao Đoàn làm tả hổ. Khởi cây đầu, Cao Minh sổ tướng đỏ, 15 người khách Quảng Đông chẳng ai trúng cả. Cao Minh đổ bài ra, một người khách Quảng Đông nói rằng: "Ông sổ như vậy sao được, bàn này xin quề." Cao Đoàn nói: "Giao xong bác cứ sổ đùa, ăn thua càng với nhau chứ sao lại quề là nghĩ gì?" Bọn khách Quảng Đông nói: "Như vậy thì ông cứ sổ ngay nữa đi." Cây đầu ăn được 506. Cây sau Cao Minh sổ xe đỏ bị trúng độc đắc 3 cây, mỗi cây 200 đồng, bạc đánh. Cao Minh đổ mồ hôi trắng vì hai cây bài hết 5.000 đồng. Ban Khẹm thấy vậy hỏi: "Ông mượn nữa thôi, tôi cho mượn 6.000 đồng nữa, hôm sau ông đem đến cho tôi." Cao Minh gật đầu nói: "Ông Ban cho tôi mượn, mai sáng tôi đem trả lại cho ông Ban." Ban Khẹm đi lấy bạc trao cho Cao Minh. Cao Minh sổ lối nửa giờ thì thua sạch. Hôm sau, nhà ông Cao Đại Thưởng thấy một người trai mặc đồ Âu phục nỉ đen, mặt dài hơi thõn, miệng nhỏ mắt sâu, hai hàm răng bịch vàng, đầu chải tóc xước lên, tóc hớt bơm bê.
Người ấy đi qua đi lại trước hàng ba, mặt cúi xuống, dường như suy tính điều chi lung lắm vậy. Lối nửa giờ thì đứng lại gật đầu, dường như đã suy ra mưu kế chi, rồi lật đật trở vô đi thẳng tuốt lên lầu. Ông Cao đại trưởng đang ngồi nơi phòng viết, bỗng thấy Cao Minh đi lên liền hỏi rằng: "Hôm nay cháu đi đâu mà sửa soạn sớm vậy?" "Thưa, cháu có việc đi chợ lớn." "Cháu có tiền xài không?" "Dạ thưa không." "Đây, cho cháu 100 đồng bạc đây." Cao Minh tiếp lấy tấm giấy 100 bỏ vào túi, nhưng chàng không đi, cứ đứng đó mặt có xuống, coi bộ buồn bã lắm. Cao đại trưởng hỏi: "Hôm nay sao cháu buồn vậy?" "Thưa chú, cứu giùm cháu một phen này, từ đây cháu không dám nữa." Cao đại trưởng nghe nói thì đoán ngay rằng Cao Minh thua bại nên quyết đến đây mà xin tiền. "Thôi, ta thí cho nó vài trăm đặng nó đi phức cho rồi." Ông nghĩ thế đoạn hỏi: "Cháu muốn việc chi?" "Chú rộng lượng ban ơn cho cháu mượn 10.000 đồng, vì hôm đêm lỡ thua mượn của ban khệm, hứa hôm nay trả. Nếu không có, nó kiện giam thân cháu thì tội nghiệp lắm." Cao đại trưởng nghe nói thì cả giận mà rằng: "Mì thật là một thằng phá hại, mà cứ theo cờ bạc, rượu chè đĩ điếm. Trối thay mì, mì đi đâu thì đi, ta chẳng thèm biết đến nữa." Cao Minh nghe chú rầy, gục mặt xuống một chập lâu mới nói rằng: "Xin chú thương giùm cháu, cháu thề từ đây bỏ biệt, chẳng khi nào cháu dám ngựa quen đường cũ nữa." Cao đại trưởng nạt rằng: "Mì chớ nhiều lời, hãy đi xuống lầu cho mau." Cao Minh hỏi cách sẵn sớm rằng: "Thật, chú không bằng lòng cho cháu sao?" Cao đại trưởng chưa bao giờ nghe đến giọng nói ấy, cho nên ông cả giận, mặt xanh mét hét lên rằng: "Thằng cho chết, tao không cho, mày dám lớn gan thế ấy sao?" Cao Minh móc súng lục liền đưa ngay mặt Cao đại trưởng nói rằng: "Nếu chú không cho thì mũi súng vô tình không kể gì là chú cháu nữa, sẽ có một trận quyết lưu đó." Cao đại trưởng thấy vậy lại càng giận hơn nữa, nói rằng: "Mày bắn tao chết thì mới cam, để cho mày tiêu xài tự do thông thả, chứ bây giờ nửa xu cũng không cho. Mày bắn ta đi." Cao Minh nhảy lại đánh vào ngực Cao đại trưởng một thoi. Cao đại trưởng té ngửa ra, hộc máu bất tỉnh nhân sự. Cao Minh chạy lại mò lưng lấy sau chìa khóa, mở tủ tuôn hết giấy bạc thồn vào một cái bao bố, mang ra khỏi cửa. Cao Minh mang bao bạc đi ra đến cửa phòng. Chàng sực nhớ lại Cao đại trưởng chưa chết, e khi chàng phải bị tội, cho nên lật đật trở vào. Xong coi lại ông Cao đại trưởng chết tự hồi nào. Ở dưới gạch lại có một mảnh giấy, lại với một cây viết vắt túi bỏ nơi đấy. Cao Minh lượm lên coi thấy giấy ấy nói như vậy: "Tôi chết đây là tại thằng Cao Minh, đứa cháu quan đàn nó giết tôi mà giật tiền. Vậy cậy nhờ quan trên tầm nã nó mà bắt xử tội. Còn gia tài xin giao lại cho cháu tôi là Cao Thanh Bình." Ký tên Cao đại trưởng. Cao Minh xem rồi cười: "Lão già rất là lợi hại, phải ta không vào lần thứ nhì ắt là bại việc. Như thế ta để mảnh giấy này làm dấu tích của lão, cũng lý thú lắm." Cao Minh vừa nói vừa xếp mảnh giấy bỏ vào túi. Cao Minh vừa muốn bước xuống lầu bỗng nghe tiếng giày đi lên. Cao Minh hoảng kinh dòm ra cửa, thấy Cao Thanh Bình đi lên. Cao Minh sanh ra một kế ra vẻ vui mừng, nên nép vào cánh cửa chờ khi Cao Thanh Bình qua khỏi. Cao Minh sẽ lén đi xuống ra cửa, thì có Cao Đoàn và Baruka đón từ bao lâu rồi. Cao Minh đưa bạc cho hai người, bảo rằng: "Phải lên xe đi cho mau, còn tôi trở vào có việc." Cao Đoàn và Baruka vâng lời lên xe đạp máy chạy tuốt. Đoạn Cao Minh chạy vào kêu bọn tôi tớ nói cách hơi hại rằng: "Bơ bọn mày, mau mau lên cứu chú ta, bị ai đè giết trên lầu. Trời đất ơi, mau lên cứu cho mau." Bọn tớ ở sau đang lăng xăng làm việc, bỗng nghe kêu nói thì kinh hồn lạc phách, đồng kéo nhau chạy tuốt lên lầu. Nói qua Cao Thanh Bình bước vào phòng, thấy chú nằm chết, miệng máu trào ra có bọt thì kinh tâm, chạy lại đỡ dậy. Chàng rờ nơi ngực mới biết ông vừa chết đây. Chàng khóc ròng nghẹn ngào, không thốt lời chi được cả. Bỗng nghe la ó dưới lầu, bọn tớ kéo nhau chạy lên nói rằng: "Ủa, ông tiểu chủ đã giết đại chủ đi rồi." Bây giờ lại nghe tiếng giày đi lên rần rộ. Quan chánh sở mật thám, quan biện lý, Sơn Đầm và 10 người lính tuần thành bước lên. Ấy là do Cao Minh đi báo. Khi lên đến nơi, quan biện lý bảo bắt Cao Thanh Bình trói lại. Chàng lấy làm lạ hỏi: "Tôi phải có tội chi lại đến đổi công trói như vậy?" "Ông đã giết chú của ông, tang án hay còn hiện tại, ông muốn chối sao?" Cao Thanh Bình nghe mấy lời của quan biện lý nói, chàng thở ra. Bây giờ chàng không lấy làm lạ nữa. Đoạn ngó Cao Minh cười rồi đưa tay chịu trói.
kế quan lương y Minen, là bạn thiết của chàng Cao Thanh Bình, đến khám tử thi. Ông thấy chàng bị trói thì cả kinh, hỏi quan biện lý rằng: "Ông Cao Thanh Bình là chánh phàm sao?" "Phải lắm, khi tôi lên thì người còn ở trong phòng ông Cao đại trưởng." Minen dài qua hỏi Cao Thanh Bình rằng: "Lẽ đâu bạn đi thi hành điều như vậy? Xin bạn tỏ coi trong việc này thế nào, tôi nghi ngại hết sức." Cao Thanh Bình nói: "Quan lương y an lòng, tôi thật là chánh án." Minen làm thinh, bước lại kháng tử thi thì thấy bể phổi. Cao Minh nhào lăn ôm tử thi ông Cao đại trưởng mà khóc và nói rằng: "Xin quan lương y đừng mổ xẻ chi, tội nghiệp thi hài của chú tôi." Quan biện lý và quan chánh sợ mật thám lấy ăn kết, rồi cho phép Cao Minh mai táng Cao đại trưởng và dắt Cao Thanh Bình giam vào khám. Theo con đường Mặt Ma Hồng chạy dài lên lối 500 thước, đường Mặt Ma Hồng tức là đường Công Lý. Bên phía tả thấy một cái nhà lầu 3 căn 2 trái, xung quanh hoa vị thảo tốt đẹp vô song. Ở một bên có sân đánh trái lăn, tức là đánh banh tennis, tráng xi măng sạch sẽ. Một người đàn bà tuổi lối 25, yểu điệu dịu dàng, mặt sáng tợ trăng rằm, môi đỏ như son, mày cong mắt phụng, đang ngồi nơi bộ ván lót giỡn chơi với một đứa trẻ tuổi mới lên 3. Đứa nhỏ giỡn cười reo một chập, hỏi rằng: "Mẹ, ba đi đâu?" Người đàn bà ấy nói: "Ba con đi thăm ông nội." "Tôi đi ông nội nữa mẹ à." "Ba dặn gì con không nhớ sao?" "Ba bảo con ở nhà uống thuốc cho thiệt mạnh đặng đi chơi. Ba cấm không cho con ra gió, con phải vâng lời. Không thì ba giận con đi mất không về nhà đâu." Người đàn bà ấy là nàng Hồ Kim Hương. Đứa trẻ là con của Cao Thanh Bình, đặt tên là Cao Thanh Báo. Mẹ con đang vui vậy, bỗng thấy một cái xe hơi ngừng ngay cửa ngõ. Nàng dòm thấy quan lương y Minen hơ hải chạy vào, nói lớn lên rằng: "Bà chủ nhà ở đâu? Mau mau ra có việc đây." Nàng Hồ Kim Hương thấy quan lương y Minen hơ hải như vậy thì sanh nghi, lật đật đi ra chào và hỏi rằng: "Quan lương y cho hay, việc không tốt ở nhà tôi phải chăng?" "Ông Cao Thanh Bình đã bị bắt giam vào khám khi nãy rồi." Nàng Hồ Kim Hương nghe nói bắt đem vào khám, nàng cũng chẳng lấy chi làm lạ, vì Cao Thanh Bình hay nói những điều hùng hồ đặc sắc trong báo. Nàng Hồ Kim Hương ngó Minen hỏi rằng: "Chẳng hay chồng tôi bị tội chi mà phải đến đổi bị giam như vậy?" "Ông đã giết thát chú của ông là Cao đại trưởng hồi sớm mai này." "Thôi tôi cho bà hay, bây giờ tôi phải về, rảnh tôi sẽ đến cùng bà lo việc này." Minen nói đoạn chào trở ra lên xe đi tuốt. Hỡi ôi, điều đâu xét đánh lưng trời, đang khi vui vẻ ai thời khéo xui. Nàng Hồ Kim Hương nghe nói khóc ngất lên, nói rằng: "Có lẽ đâu chồng tôi ra thủ đoạn như vậy. Tôi quyết chắc trong việc này Cao Minh nó ám hại chồng tôi, vì không biết nó hằng ganh ghét chồng tôi." Nàng Hồ Kim Hương vừa nói vừa chạy vào phòng bận áo, đặng đến hỏi chồng coi vì đâu nên nổi. Nàng vừa xây lưng thì Cao Thanh Báo níu áo khóc bèo bào, hỏi rằng: "Mẹ, sao mẹ khóc vậy? Ai bắt mẹ sao?" Nàng Hồ Kim Hương cúi xuống bồng con mà nói: "Cha con đã bị bắt rồi." "Ai bắt ba? Sao ba không đánh họ hả mẹ?" Nàng Hồ Kim Hương nghe con hỏi càng đau lòng xót dạ. Nàng hối sơ phơ đem xe ra đi đến khám, thì lính cũng vừa dắt chàng Cao Thanh Bình vào. Nàng Hồ Kim Hương tay bồng con, tay kéo chồng mà khóc. Chàng Cao Thanh Bình bảo: "Hiền thê vào đây cho tôi dặn đôi lời, chắc tôi không khỏi bị tội đày." Đem chàng Cao Thanh Bình vào một cái phòng riêng, nàng Hồ Kim Hương cũng vào theo. Chàng Cao Thanh Bình ngó vợ nói rằng: "Hiền thê hãy trở về, âu lo nuôi con cho tử tế, cho nó ăn học và dạy theo cái chí của tôi. Tôi bị tội đày vì một kẻ hại tôi, nhưng tôi vui lòng. Hiền thê muốn ở Sài Gòn thì ở, còn không thì về Vĩnh Long mà nương náu với cha." Nàng Hồ Kim Hương nghe chồng nói, nàng nhào lăn than khóc và nói rằng: "Xin chàng cho thiếp biết việc xảy ra thế nào, tặng thiếp âu tầm gỡ cho chàng." Cao Thanh Bình nghe vợ nói, chàng cảm tình vô hạn. Chàng dối bồng Cao Thanh Báo hôn và thuật lại việc mình. Cao Thanh Báo hỏi rằng: "Ba không về nhà, ba ở đây sao?" Thanh Bình nghe con hỏi chàng càng đau đớn, nói rằng: "Họ bắt ba, con về ở với mẹ chứ ba không về được." "Không, ba về với con hè." Hai vợ chồng nghe con nói nhìn nhau khóc ròng. Kế một người xanh đầm đi vào nói rằng: "Đã mãn giờ, bà vui lòng đi ra." Chú thích: sen đầm là từ phiên âm tiếng Pháp là gendarmerie,
tức là hiến binh, tương tự như cảnh sát ngày nay. Hết chú thích. Nàng Hồ Kim Hương gạt lệ nói rằng: nếu vậy thiếp cũng nguyện sanh tử trong việc này, dầu tan xương nát thịt cũng cam. Cao Thanh Bình bảo: thôi, hiền thê hãy về đi. Hồ Kim Hương bồng Thanh Báo từ chồng đi ra. Thanh Báo giải khóc ngất lên, chân đạp, hai tay đu ra đồi, miệng kêu ba ôm sòm. Hỡi ôi, một gia đình đang cơn đầm ấm, cha con chồng vợ mặn nồng, vì đâu xui khiến cho tai ương sắp đến. Dầu cho người gan động lòng sắt cũng phải xót dạ bầm tim. Huống hồ lòng non dạ nớt của người đàn bà đang buổi xuân xanh, mang nặng trĩu về tình chồng nghĩa vợ. Nàng Hồ Kim Hương trở về nhà thì lập tức đánh dây thép về Vĩnh Long cho cha hay. Lối 5 giờ chiều thì ông Hồ Việt Trung là cha nàng ở Vĩnh Long đã lên đến. Bước vào thấy nàng Hồ Kim Hương đang ngồi ôm con mà khóc. Ông cũng ứa lụy rơi châu. Nàng Hồ Kim Hương thấy cha thì than khóc nức nở. Đoạn nàng tỏ hết việc ấy cho cha nghe. Ông Hồ Việt Trung nghe nói lắc đầu rơi lệ. Nửa tuần sau tòa đem việc ấy ra xử. Quan tòa kêu Thanh Bình hỏi rằng: tại sao ông giết chú của ông? Tôi chẳng bao giờ làm điều ác nghiệt ấy. Tàn án đã rõ, ông còn chối nữa sao? Đoạn quan tòa giai qua hỏi Cao Minh và bọn tôi tớ đồng khai cho Cao Thanh Bình giết. Tràng sư của Cao Minh là ông Edmond buộc tội cho Cao Thanh Bình phải tội tử hình. Lời buộc tội ấy như vậy: tư chết của ông Cao Thanh Bình thế nào? Ông hành sâu hiểm luôn. Từ nhỏ ông nhờ hột cơm mảnh áo của chú ông nuôi nấng cho anh học đỗ cao, xong ông nào có biết ơn của chú đâu. Bởi thế chú ông mới đuổi ông ra khỏi nhà. Từ ông ra khỏi nhà, hành đam lòng oán hận chú luôn. Khi ra khỏi nhà chú của ông làm thế nào? Có phải ông làm bạo động luôn luôn chăng? Có phải ông nghịch với chánh phủ bảo hộ chăng? Thật vậy, ông chả biết ơn của nhà nước Pháp, lại muốn xúi dục lòng dân phản đối với chánh phủ. Việc của ông làm ai ai cũng đều biết và chán ghét. Ông làm như thế chi vậy? Ấy chẳng qua là thủ lợi kiếm ăn. Lại tại sao ông giết chú của ông? Có phải ông sợ gia tài này về tay Cao Minh chăng? Mà thật, lời nói ấy chẳng sai. Ông Cao Thanh Bình tội ấy tử hình cũng chưa vừa. Quan trạng sư ít mong dứt lời, ai ai cũng đều bất bình. Có một mình Cao Minh ra vẻ vui. Cao Thanh Bình cười ngất. Ông Hồ Việt Trung và nàng Hồ Kim Hương cũng mướn trạng sư bào chữa cho chàng. Trạng sư ít mong vừa dứt thì quan trạng sư Henry Andode bào chữa cho Cao Thanh Bình. Đại khái ông nói rằng: tôi chẳng nhẫn cứu một người vô tội kia, mà cứu cả vợ yếu con thơ của ông Cao Thanh Bình. Phần trách của tôi thật lớn lao, trong việc này cũng cứu cả dân chúng xứ Nam Kỳ. Ông Cao Thanh Bình thế nào? Có phải là người chân chất ôn hòa chăng? Bởi chân chất ôn hòa nên chú ông mới xuất ra một số tiền lớn lao để cho ông ăn học. Ai xem đến sự ấy mà bảo rằng tại chú của ông ghét ông mà cho ăn học chăng? Không không, 1000 tiếng không. Từ ông về Nam, chú của ông đối với ông thế nào? Có phải ông lo ra thết cho ông cả bạc tiền chăng? Ông ra làm thế nào? Có phải ông làm cho vẻ vang dòng họ Cao chăng? Ôi, đã làm to rồi. Ông Cao Thanh Bình đã giết chú của ông, còn ngồi ôm tử thi mà khóc chờ bắt chi vậy? Trong việc này có kẻ ám hại ông. Kìa, vợ yếu con thơ của ông ra chiều thiết tha thê thảm. Kìa, dân chúng toàn cả xứ Nam Kỳ đều trông mong ông bước chân ra khỏi tội. Vì vậy nên tôi khẩn cầu cùng tòa lấy điều công lý mà xử. Quan trạng sư Henry Andode dứt lời, tòa bãi vào trong nghị. Tòa hỏi các ông hội đồng thẩm án 4 câu như vậy: 1. Cao Thanh Bình có giết Cao đại trưởng không? 2. Có phải vì tranh gia tài không? 3. Cao Thanh Bình có sâu hiểm không? 4. Có nên châm chế cho ông Cao Thanh Bình không? Nửa giờ sau tòa nhóm lại. Quan chánh tòa ít cốt đứng dậy đọc 4 câu hỏi và 4 câu trả lời của hội đồng thẩm án. Câu thứ nhất người đều trả lời có. Câu thứ nhì cũng trả lời có. Câu thứ ba trả lời không. Câu thứ tư trả lời có nên châm chế. Quan tòa hỏi Cao Thanh Bình rằng: ông có lời chi nói nữa không?
Cao Thanh Bình lắc đầu nói không. Tòa bãi, vào trong nghị án, kế ra kêu án. Cao Thanh Bình 15 năm khổ sai, đầy đi côn nôn. Cao Thanh Bình đứng dậy bắt tay trạng sư Hungry Andode hôn và đưa tay chịu trói. Hồ Việt Trung và Hồ Kim Hương khóc, đoạn ra về. Thiên hạ cũng lần lần giải tán. Chương 2. Liều thân má đỏ, đắng đo gan héo ruột bào, nhìn người tri kỷ ngạt ngào giọt châu. Đến ngày thứ bảy, dắt chàng Cao Thanh Bình xuống tàu đài đi. Ông Hồ Việt Trung cùng nàng Hồ Kim Hương bồng con theo đưa chàng, một bước một hộp lụy tuôn, cảnh truân khuất biết bao nỗi buồn. Khi xuống đến bến tàu, chàng Cao Thanh Bình dừng bước, nói với ông Hồ Việt Trung rằng: thưa cha, phần con chẳng qua là tai nạn của thợ trời đặt để, chẳng nên buồn trách chi cho hao tổn tinh thần. Chỉ thương cho vợ con đêm trong ngày nhắc dõ dõ phương trời. Một lại này con xin gửi gắm vợ yếu con thơ lại cho cha bao bọc giùm. Cha ôi, cha ở lại khỏe mình già, thì giờ này cha con chồng vợ còn thấy nhau đây, trong đôi phút nữa kẻ nam người bắc. Ông Hồ Việt Trung rơi lụy nói rằng: con ôi, dầu con không nói cha đây cũng âu lo. Con ráng gượng sầu làm vui, trong việc này cha sẽ âu lo tầm gỡ. Nàng Hồ Kim Hương bồng con lại gần bên chồng mà khóc, nàng nghẹn ngào nói chẳng ra lời. Cao Thanh Bình vói bồng thanh báo hôn và nói rằng: từ đây con ở với mẹ con, không còn thấy cha nữa. Thanh báo hỏi: ba đi đâu? Ba bị đài. Chừng nào ba về với con? Ba không về được. Cho con đi theo ba nữa, cho mẹ và ông ngoại đi nữa. Cao Thanh Bình nghe con nói cười và ngó vợ nói rằng: hiền thê chớ nên buồn thảm mà làm chi, còn chút con thơ em khá gắng gượng dạy dỗ nó. Ngày tôi trở bước về có lẽ cũng còn gặp mặt nhau lúc cuối cùng. Nếu hiền thê buồn thảm như vậy sanh ra việc chẳng lành, thì tội nghiệp cho con còn thơ ấu lắm. Nàng Hồ Kim Hương gạt lụy nói rằng: phu quân ơi, em sẽ quyết liều thân trong việc này. Nói đến đây bỗng nghe la lớn lên rằng: tránh, tránh đường cho ta đi. Một người hơ hải chạy vào, vừa nói vừa xô mấy người đứng xem ngã lăn té nhào. Người ấy sấn vào ngó Cao Thanh Bình hỏi rằng: bạn ơi, bạn có lẽ đâu làm điều tội ác như vậy? Tôi biết bạn chẳng khi nào ra tài thủ đoạn đê hèn như vậy. Trong việc này có lẽ bạn bị kẻ vô liêm sỉ ám hại. Xin bạn tỏ cho tôi nghe, tôi sẽ hết lòng hy sinh trong việc này mà gỡ oan cho bạn. Cao Thanh Bình nghe Châu Vĩnh Phú nói, chàng rơi lụy đáp rằng: tôi rất cảm ơn bạn có lòng, xin bạn cứ yên tâm. Âu lo xem sóc việc trong tòa báo thì quý hơn, xá gì một thân tôi mà lo cho mệt. Nói đến đây tàu súp lê, chàng phải giả từ cha cùng vợ và bạn mà đi. Cao Thanh báo ré lên khóc, đòi đi theo. Cao Thanh Bình hôn con một lần chót, sắp xuống tàu. Ông Hồ Việt Trung cùng nàng Hồ Kim Hương dậm cẳng kêu trời. Thanh báo giải khóc kêu ba ôm sòm. Châu Vĩnh Phú cũng rơi lụy, khiến cho người đi xem cũng lắc đầu chắc lưỡi động mối thương tâm. Hỡi ôi, làn sóng bạc xôn xao đưa đẩy, làn khói tàu cuồn cuộn cao bay, dường như đón rước người anh hùng lâm nạn. Tàu từ từ bỏ bến Sài Gòn, nàng Hồ Kim Hương nhìn theo chiếc tàu mà chết sững. Đến khi tàu khuất bóng, nàng mới ngã ra bất tỉnh mê man. Ông Hồ Việt Trung hối đứa tớ gái đỡ nàng lên xe. Ông cùng Vĩnh Phú cũng lên trở về nhà. Thật là tạo quá thiêu chi bức ảnh sầu, nhìn xem tất phải nhỏ dòng châu. Chồng nam đau đớn khi ly biệt, vợ bắt chạnh lòng lúc bể dâu. Trách loài vô đạo toan điều ác, hèm đứa bất nhân khiến nổi sầu. Khuôn thiên cũng khéo đam vào sổ, khiến kẻ trung trinh phải lắc đầu. Về đến nhà đã thấy có quan lương y Minen chờ sẵn, đem nàng Hồ Kim Hương vào nhà. Dây lâu nàng mới tỉnh lại, nàng than khóc rất nên thảm thiết bi ai. Cao Thanh báo hỏi rằng: sao mẹ không níu ba để cho ba đi, chừng nào ba về hả mẹ? Châu Vĩnh Phú nghe Thanh báo nói, chàng cũng ngùi ngùi tất giả, thương kẻ anh tài phải hàm oan thọ khổ. Minen hỏi Châu Vĩnh Phú rằng: trong việc này ông tín lẽ nào? Tôi nghi đứa hung phạm khác, mà đứa ấy trong thân tộc. Ông một ý với tôi cùng ông dán dò cho ra manh mối về này. Đoạn Minen mời Châu Vĩnh Phú về nhà ông bàn việc. Nàng Hồ Kim Hương bồng con đưa ra khỏi cửa, rồi nàng trở vào nói với cha rằng:
Con là phận gái phải giữ vẹn đạo tùng phu. Nay chồng con thọ hàm quan, vậy con xin gửi thanh báo cho cha nuôi dạy nó dùm, để con ráng tầm ra việc này. Hồ Việt Trung gật đầu nói rằng: cha cũng muốn cho con làm như vậy, tầm nã cho ra quân vô liêm sĩ, làm cho nước chảy huê trôi mà hành phạt cho gớm ghét. Ông Hồ Việt Trung dặn con thêm đôi điều nữa mới từ giá bồng thanh báo ra về. Nàng Hồ Kim Hương từ đây được rảnh rang, nhưng không biết cách nào hành việc. Ngày qua tháng lại như thể thoi đưa, thấm thoát đã 3 tháng trời. Một hôm nàng Hồ Kim Hương đang ngồi than thở, bỗng thấy Cao Minh bước vào. Nàng đứng dậy chào mừng ra chiều vui vẻ. Cao Minh hỏi rằng: từ mấy tháng nay sao chị không qua nhà chơi, hay là chị ngại chi chăng? Cao Minh ngồi xuống ghế hỏi nữa rằng: còn cháu ở đâu, sao không thấy? Nàng Hồ Kim Hương nghe hỏi đáp rằng: cảm ơn chú có lòng tưởng đến, song tôi hổ phận vì chồng tôi không được tốt, nên còn mặt mũi nào đến nhà. Thấy bàn thờ tang thế chú, thấy bọn tôi tớ, há không hổ thẹn lắm sao? Còn con tôi gửi về bên ông ngoại nó ở Vĩnh Long. Cao Minh ngồi suy nghĩ một chập, chàng nói thầm rằng: phải lắm mà, đang lúc lửa hương vui vậy, bỗng quá ra chia duyên rẽ thúy, ai chẳng buồn chẳng sầu. Chắc chị này gửi con đặng tiện bề thông thả mà. Cha chả phải chỉ ưng ta thì hữu phước biết bao nhiêu. Thôi để ta ướm thử coi tấm lòng chỉ thế nào. Cao Minh suy nghĩ đoạn nói rằng: tôi nghĩ lại rất thương anh tôi quá đỗi. Phải chi khi trước tôi khai rằng chú té mà thác thì ảnh khỏi tội lưu đài. Chú có lòng thương nên nói như vậy, chứ chồng tôi đã ra thủ đoạn như thế thì người phải bị đày mà rửa tội. Ấy là cơ tạo quá phân xử công bình, hoặc sổ thiên công chép ghi như vậy. Mình làm mình chịu để ai lo. Cao Minh hỏi nữa rằng: chị ở một mình không buồn sao? Sao chị không để cháu ở trên này hẩm hút cho vui, lại gửi về ông ngoại nó? Hồ Kim Hương tủm tỉm cười không đáp lại câu hỏi ấy. Cao Minh dòm thấy bắt mùi động dạ liền nói rằng: tôi thấy cảnh gia đình của chị tôi thương lắm, muốn đến trò chuyện cùng chị thường ngày cho chị thỏa lấp cơn sầu. Nhưng tôi nghĩ lại sợ. Chú ba nói sợ điều chi? Sợ chị giận tôi vì việc chú thác đó và miệng đời không tốt. Tôi đã nói chồng tôi là người hung ác, tất phải chịu tội mà trừ, chớ tôi lại đi giận chú là nghĩa gì. Tôi cũng muốn qua nhà nhưng nỗi sợ không cho nên chẳng dám bước chân. Còn việc miệng lằn lưỡi mối, có kể chi là bọn đó. Người đời họ thương thì khen tốt, ghét thì chê, bịa đều xấu, hơi nào mà lo mà sợ cho tổn tinh thần. Chỉ lòng mình sao thì mình biết mình hay, không vui sao? Cao Minh càng hừng chí đẹp lòng hơn nữa, liền nói: nếu vậy rõ nhau, tôi cùng chị một ý mà còn ngại nói gì. Bây giờ tôi xin mời chị về nhà lớn chơi. Nàng Hồ Kim Hương gật đầu vào trong đổi thay sắc phục, thoa son điểm phấn xong rồi trở ra. Cao Minh càng thêm mê mẩn tâm thần. Hồ Kim Hương dặn bọn tớ coi già, đoạn ra xe cùng Cao Minh. Cao Minh để một mình nàng ngồi ở sau, còn chàng ngồi ở trước với chauffeur. Xe chạy, Cao Minh nghĩ thầm rằng: chị Hồ Kim Hương là gái sắc tài đang buổi xuân xanh, tình trong còn đang ô yếm mặn nồng, thinh không vội chia lìa én nhạn sao lại không tức. Ắt là chỉ muốn ta xe tơ kết tóc với chị, cho nên mới nói mấy lời khi nãy. Nếu rõ vậy thì ta hữu phước biết bao. Xe chạy đến nhà, Cao Minh cùng Hồ Kim Hương đi vào. Cao Minh nói: từ chú thác để gia tài lại cho tôi, một mình tôi quản xuất thật là mệt nhọc vô cùng. Chị coi, nhà thì lớn rộng thinh thinh, đồ đạc muôn ngàn, mệt quá tôi giao cho bọn tớ nó xem sóc thế nào được thì thôi. Lại còn ruộng ở Vĩnh Lợi, Cầu Ngang, Gò Đen, Trung Lương, Đất Sét, Cảnh Đền thì giao phú cho mấy người lãnh canh họ xem sóc giùm. Bây giờ tôi chán ngán cả đời, không muốn chơi bời nữa. Tôi muốn kiếm một người vợ cho sắc tài đầy đủ, đức hạnh bao gồm, ở nhà chung vui hữu hỷ với vợ thì đủ. Nàng Hồ Kim Hương nói: chú nói phải lắm, có chi vui vẻ bằng trong gia đình hòa thuận, tơ duyên đầm ấm với nhau thì có chi thú bằng. Cao Minh gật đầu cười rồi nói: xin chị đi lên lầu chơi. Hồ Kim Hương gật đầu đi lên lầu. Khi đi ngang qua phòng viết ông Cao đại trưởng, Cao Minh giả rơi lụy nói rằng: tôi lên đến đây thì chạnh lòng nhớ đến chú, không cầm giọt lệ được.
Nàng Hồ Kim Hương cũng rơi nước mắt. Hai giọt nước mắt này khác hẳn với nhau. Một đàn giả dối, một đàn thành thật. Một đàn vui vẻ, một đàn căm hận. Cao Minh nhắc ghế mời nàng Hồ Kim Hương ngồi rồi nói rằng: Bây giờ nhà cửa thì rộng lớn mà lại có mình tôi. Tôi muốn chị về ở xem sóc giùm, chẳng biết lòng chị thế nào. Nàng Hồ Kim Hương cúi mặt xuống lặng thinh, ra tuồng suy nghĩ lắm. Cao Minh dòm thấy động tình bước lại nắm tay. Hồ Kim Hương đứng dậy nói: Xin chú đừng làm như vậy, tôi e. Cao Minh lửa lòng nổi dậy, giọng dục phừng phừng, nói lia lịa rằng: E nổi gì, ai biết đâu được. Đoạn ôm cứng Hồ Kim Hương vào lòng, hôn nơi má đào hai ba cái. Nàng Kim Hương hổ thẹn trăm chiều, song cắn răng dằn trí, phú mặt tình Cao Minh thỏa dạ cợt khoa. Bỗng chúc Cao Minh nói: Tình nương em ơi, anh biết em thương anh lắm, nhưng anh không thể hở môi. Ngày hôm nay mới rõ dạ nhau, thật là anh rất hữu phước mới gặp em đây. Nàng Hồ Kim Hương nói: Chàng ơi, tình lang anh ơi, em cũng thế, cũng một lòng một dạ như chàng, nhưng em cũng chẳng dám hở môi, những nỗi ngại ngùng xin chàng miễn thứ. Cao Minh nghe nàng Hồ Kim Hương nói thì càng mê mẩn tâm thần, toàn bẻ khóa động đào. Nào dè Hồ Kim Hương dùng một cái mạnh, làm cho Cao Minh té một cái đùi thật đau. Nàng chạy lại đỡ và kêu: Tình lang ơi, tình lang ơi. Cao Minh đứng dậy hỏi: Sao em giật mình như vậy? Hồ Kim Hương rơi lụy nói rằng: Tình lang anh ơi, xin anh thương giùm phận thiếp. Ngày xuân còn dài, trong việc trăng qua chẳng muộn gì. Đôi ta còn ngày vui thử chuyện thừa, bây giờ xin anh thương giùm cho phận thiếp. Rủi một mai dầu em có thai thì xấu hổ đến cha em, ắt tấm thân em không còn. Vì chồng xa mới có mấy tháng thì lại có thai, miệng đời đàm tiếu, em chịu sao cho thấu với cái cơ cảnh hổ ngươi thẹn mặt ấy. Cao Minh lại ôm riết Hồ Kim Hương vào lòng và nói: Tình nương em ơi, em nói phải lắm, phải lắm. Thôi, em hôn anh một cái cho tình đi. Xin độc giả thứ lỗi cho, vì trong trời đất có kẻ tiểu nhân mới chỉ rõ người quân tử, có kẻ ác đức mới biết người chân chất hiền lương. Giả lại làm người ở đời tất phải có chịu cảnh tình truân khuất éo le mới đạt được mục đích của mình sở định vậy. Nàng Hồ Kim Hương lau nước mắt, tủm tỉm cười nói rằng: Em cảm ơn tình lang đó. Nói rồi hôn Cao Minh một cái. Bỗng cánh cửa mở bét ra, một người mang mặt nạ tay cầm súng lục liên bước vào nạt rằng: Con dâm phụ, hãy đứng dậy, ta giết ngươi cho rồi. Vừa nói vừa đưa mũi súng ngay mặt nàng Hồ Kim Hương mà bắn. Nàng Hồ Kim Hương cả kinh, nàng lẹ như chớp nhảy đến chụp cây súng, còn Cao Minh chạy tút vào phòng. Người mang mặt nạ đánh không lại nàng Hồ Kim Hương nên nhảy ra đi mất. Nàng Hồ Kim Hương không theo trở lại kiếm Cao Minh. Cao Minh chạy ra hỏi rằng: Sao em không rượt theo bắt nó? Em sợ nó bắn nên chẳng dám rượt theo. Dạ, xem lại tình lang đâu mất nên em ngưng tay mà kiếm đây. Cao Minh mừng rỡ nói rằng: Chà chà, em giỏi như thế thì anh đây có phước biết bao. Nói đoạn ôm Kim Hương mà hôn và nói: Tên ấy là ai? Sao lại đòi bắn em? Có phải Thanh Bình nó về đó chăng? Em không hiểu được, lạ lắm. Vậy từ đây ta phải cẩn thận và đối thủ với nó. Nó không dám đến nữa đâu. Không, nó còn quyết giết cho đặng em nó mới nghe mà. Cao Minh nói đến đây kêu một đứa ở lên lấy ra hai tấm danh thiệp bảo rằng: Mày đi mời ông Lương Y và ông Tú Tài đến cho tao nói chuyện bây giờ. Đứa ở vâng lệnh chạy đi. Nàng Hồ Kim Hương đứng dậy xin về. Cao Minh nói: Em ở đây chơi, một lát nữa sẽ về chẳng muộn chi. Hồ Kim Hương nói: Em về rồi mai em đến. Nói rồi lấy khăn đội đi tuốt xuống lầu. Cao Minh chạy theo cặp tay đi xuống bảo shipper đưa nàng về. Cao Minh trở vào mặt mày hớn hở, vui mừng chi xiết, nói thầm rằng: Thật ta có phước vô hạn, ta tưởng Thanh Bình có phước hơn ta, nào dè nó lại vô phước đến thế. Nói rồi cười khúc khích một mình. Bỗng nghe có tiếng giày ở dưới đi lên. Cao Minh biết Baroka và Cao Đoàn đến, lật đật đi xuống bắt tay chào hỏi. Baroka hỏi: Bạn mời tôi đến có việc gì? Có việc cần. Cao Đoàn hỏi: Việc chi cần lắm vậy? Lên, lên lầu rồi tôi sẽ thuật rõ việc này cho hai bạn nghe. Lên đến nơi, Cao Minh bảo ngồi rồi hỏi rằng: Ông Lương Y ăn mỗi tháng được bao nhiêu? 800 đồng.
Còn ông Tú Tài đây sắp đi làm việc, lương bổng thế nào? Lối 300 là nhiều. Tôi muốn nói với hai ông một điều, nhưng không hiểu ý hai ông thế nào. Hai ông có vui lòng chăng? Baroka và Cao Đoàn nói. Bạn có việc gì cứ nói ngay đi, chúng tôi liệu giúp đặng sẽ thi hành liền. Cao Minh nói. Tôi trả cho ông lương y mỗi tháng 1.500, ông Tú Tài 1.000. Hai ông vui lòng về đây ở với tôi cho vui. Hai ông có bằng lòng không? Baroka cười nói. Ông nói là chắc ông sắp có công việc cần ít gì, chớ có lẽ đâu tổn phí đều vô lý như vậy. Cao Minh cười ngất rồi nói. Hai bạn biết vợ của Cao Thanh Bình không? Biết chứ, nàng ấy rất thanh sắc, lại học hành giỏi. Mà bạn hỏi chi vậy? Bạn muốn sao? Trúng đà. Ê, bậy lắm nè, để cho người ta với chứ. Cao Minh cười. Đoạn thuật việc nàng Hồ Kim Hương đã thuận lòng, đang cười hoa dở nguyệt. Bỗng người mang mặt nạ nhảy vào đòi bắn lại nàng Hồ Kim Hương đánh vân vân. Và tiếp nữa rằng: tôi muốn hai bạn đến đây ở với tôi và cự với bọn ấy. Hai bạn tính lẽ nào? Baroka và Cao Đoàn nói. Được lắm, tưởng việc gì, chứ việc đó hai tôi vui lòng. Cao Đoàn hỏi Baroka rằng: ông suy nghĩ thử coi, người nhảy vào đòi bắn nàng Hồ Kim Hương là ai? Có phải Cao Thanh Bình trốn lộn trở về chăng? Baroka nói. Thanh Bình thế nào nó trốn về được? Tên này chắc là thằng Châu Vĩnh Phú, bạn thiết của Cao Thanh Bình chứ ai. Cao Minh gật đầu nói lia lịa rằng: Phải lắm, thằng Châu Vĩnh Phú chứ không ai xa lạ cả. Cao Đoàn nói. Thôi bây giờ tôi phải về sắp đặt việc nhà, rồi đến đây ở chung với nhau. Baroka nói. Tôi cũng như thế, vì chúng ta không vợ con buộc ràng, mình muốn làm thế nào tự do thông thả, chẳng ai ngăn cản được. Nói đoạn từ giã ra về. Hai hôm sau cả hai về ở chung một nhà, để trù mưu, trừ tên mang mặt nạ. Một hôm Cao Minh nhớ đến nàng Hồ Kim Hương thì nói rằng: nàng hứa với tôi hôm qua đến, sao hai hôm nay không thấy giảng? Hay là nàng bị bọn ấy hại chăng? Cao Minh nghĩ đến đây muốn đến nhà Hồ Kim Hương, nào dè nàng bước vào. Cao Minh mừng rỡ bắt tay hỏi rằng: em hứa với anh hôm qua đến sao trễ như vậy? Em cảm ơn Tình Lan có lòng hoài vọng, hôm qua em quý thể bất an. Nàng Hồ Kim Hương nói vừa dứt tiếng thì Cao Đoàn và Baroka bước ra thi lễ. Cao Đoàn nói rằng: tôi nghe bạn tôi thuật lại có ý trong thím đến. Cảm ơn thầy, tôi rất hữu hạnh được gần Cao huynh và thầy cùng quan lương y, thì có chi tôi vui vẻ bằng. Cao Đoàn nói. Thôi thím về ở lưu minh này cho dễ, và xem sóc giùm, chứ nhà cửa lớn lao như vậy, không có đàn bà cai quản trong gia đình thì hay sanh tệ. Hồ Kim Hương cúi mặt suy nghĩ rồi nói rằng: em rất cảm ơn, em cũng có tính như thế. Cao Minh nghe nói vui mừng chi xiết. Nàng Hồ Kim Hương nói rằng: em xin về bây giờ đặng toan tính việc nhà, chiều em sẽ đến ở lưu minh này. Được lắm, tốt lắm, em về mau đi, em nhớ lời đa. Em đâu dám thất lời với Tình Lan sao? Nàng Hồ Kim Hương đi ra. Cao Đoàn nói. Bạn có phước đức của ông bà để lại, rước cô Hồ Kim Hương về, ắt bạn ở trong phòng hoài thật là ngon hết sức nói. Bạn còn chưa thấy nó hồi còn nhỏ đa, hồi Thanh Bình cưới nó còn bằng hai, bị Thanh Bình nó hưởng hết phân nửa. Baroka cũng khen ngợi nhan sắc của nàng. Trời trưa bóng nắng, cây lá ủ xào, không còn chút gió nào, chỉ im điềm lặng lẽ như tờ. Một người đàn bà sắc nước hương trời, hoa ghen đua thắm, đứng nơi cửa trong mắt ra lộ, dường như suy nghĩ điều chi khó khăn hiểm trở lắm vậy. Một chập lại giọt lụy từ theo đôi má trắng trẻo của nàng nhỏ giọt. Nàng thầm thỉ nho nhỏ rằng: phu quân ơi, thiếp liều thân má đỏ để cứu chàng cho rõ tấm lòng. Đâu này bao mai rủi má hồng, dầu chết sống cũng không rủng chí. Phu nhân ơi, nhìn trong đau xót, nhớ lúc phân chia, dòng châu ngọc đầm đìa cuộn chảy. Trách ai khéo vẽ cảnh bi ai, tệ cho ai. Chàng ơi, dừng trăng ai nở xẻ đôi cho đành. Nở thiên thành sao phanh phui thế. Hỡi ôi, ai khéo gì đâu dậm đàn xa chàng có thấu. Phận mỏng mành thiếp âu toan kế, chí thơ đào đâu nệ liều thân. Ôi còn đây con còn thơ ấu, hỡi tạo công ông có thấu chăng? Sao luống vấn dư một kiếp đọa đầy,
Trời hỡi trời, sao xui hại Hùng Anh? Có hay cho nông nỗi này xui khiến chi éo le tình cảnh. Cao Thanh Bình chẳng hỡi có hay, thiếp riêng lòng lắm nỗi đắng cay. Em liều thân mặt chai mày đá, xá nể chi thiên hạ luận bàn. Quyết tận tâm gỡ quán cho chàng, dầu sanh tử thiếp đâu có quản. Nàng Hồ Kim Hương than đến đây thì giọt lụy ròng ròng, đoạn sầu không ngớt. Nàng tiếp rằng: thiết chi thân má đỏ em quyết lòng thành, tra tay tầm cách giả danh, quyết tầm mưu đem chàng ra nơi lao thất. Nàng Hồ Kim Hương thở than một chập, lần bước trở vào, lại bàn viết một bức thơ tỏ nông nổi của mình, và kể cha nuôi giùm thanh báo, cho cha rõ sự mình toan làm. Viết xong niêm lại tử tế, bảo đứa ở đi bỏ thùng. Rồi nàng kêu bốn người tới tâm phúc của nàng, bấy lâu mà dặn dò, coi sóc việc nhà cho hết lòng trung tín. Xong xuôi nàng kêu sẽ kéo đến nhà Cao Minh mà ở. Nhắc qua ông Hồ Việt Trung, được thơ của nàng Hồ Kim Hương, ông xem rồi đau lòng xót dạ. Ông nói thầm rằng: còn ta toan cứu chồng, không quản miệng lần lưỡi mối, ta xa chi nhục chút danh thừa, đôi năm hoặc đôi tháng sau. Ông nghĩ thế nên vui lòng. Hôm sau ông được nhật báo của Châu Vĩnh Phú gửi đến cho ông. Ông xé ra xem thấy trường thứ nhất, cột thứ ba có một bài in bằng mực đỏ, chữ lớn hơn hết cả. Lại có hai cái hình xem rõ hình ấy của Thanh Bình và Kim Hương. Ông xem chữ thấy đề tựa như vậy: tối độc phụ nhân tâm, bổn báo đã tuần bảo tồn giáo dục nước nhà, để khai dân trí, tấn dân đức, hậu dân sanh. Một nước văn minh chỉ nhờ ở giáo dục. Bởi có giáo dục, đàn trẻ mới học đòi thanh bạch, sáng láng, thông minh. Cơ quan của bổn báo thế, nên chi bổn báo chẳng tư vị ai. Thấy tốt khen tốt, thấy xấu phải chê và bảo tránh. Vậy xin thuật giải của một người đàn bà sớm dời lòng đổi dạ, Lan Chạ Nguyệt Hoa, cho độc giả tường cùng toan bước tránh. Có lẽ đồng bào biết dư ông Cao Thanh Bình là tổng lý bổn báo mới bị hàm hoang. Tại sao bổn báo dám chắc như vậy? Làm gì tánh tình can trực, học thức cao tài như ông, không lẽ làm điều đê tiện? Ôi sai lầm thay, ông vừa mới bước chân lãnh lấy quan lao, nào hay đâu cô Hồ Kim Hương là vợ của ông trở lòng rất sớm. Mà lấy ai? Có ai đâu lạ, chính là tên Cao Minh, là em của ông Cao Thanh Bình. Hỡi ôi, con người như thế để chi? Tội đáng thế nào? Nghe lại nàng là con nhà giáo dục, sao lại thế? Bổn báo cũng cho độc giả hay rằng, nàng này là con của ông Hồ Việt Trung, cựu hội đồng quản hạt ở Vĩnh Long. Bổn báo không lẽ nặng lời để đồng bào đình án. Còn ông Hồ Việt Trung nghĩ thế nào? Ký tên Bội Phu. Ông Hồ Việt Trung xem rồi thở ra trách thầm rằng: Châu Vĩnh Phú chẳng suy đi xét lại, nỡ lòng nào làm nhục danh giá của ta như vậy. Nhắc lại Châu Vĩnh Phú quyết lòng tầm án này cho ra, đặng cứu Cao Thanh Bình, nên một hôm chàng đến nhà Cao Minh mà thám dò. Vào nhà thấy việc tồi tệ của Cao Minh và Hồ Kim Hương thì chàng cả giận, nên quyết nhảy vào giết cho chết. Nào về nàng Hồ Kim Hương võ nghệ cao cường, nên chàng cự chẳng lại, phải thối trở ra về. Một hôm chàng ngồi nơi bàn viết suy tính, xong nghĩ hoài không ra kế. Bỗng nghe chuông dây thép nói rung reng reng, chàng lật đật lấy ống điện để vào tai nghe rằng: Alo, alo, có phải ông Châu Vĩnh Phú đó không? Phải, ai kêu đây? Tôi là Minen, xin mời ông đến nhà tôi có việc cần. Châu Vĩnh Phú để ống nghe xuống, lấy nón, lật đật ra cầm tay bánh xe hơi, chạy đến nhà Minen. Đến nơi xem thấy Minen mặt có sắc giận, đoạn bắt tay chào nhau. Minen hỏi: ông có hay việc chi không? Tôi không hay điều chi cả. Nàng Hồ Kim Hương đã lấy Cao Minh, hiện giờ nàng về ở với Cao Minh bên nhà. Châu Vĩnh Phú vỗ bàn nạt rằng: hận thay cho con đàn bà khốn nạn, thật lòng giả của con đàn bà như Hồ Kim Hương không ai dò được. Ngoài mặt làm tuồng thiệt thà buông bã, chứ trong bụng gươm dao chất chứa. Bà mới hai đây phải tránh. Không, tôi hay trước ông nữa. Tôi đã viết vào báo rồi, tôi là gặp điều đê tiện Lan Chạ cũng hai đứa ấy. Đoạn chàng thỉnh thoảng thuật việc mình đến nhà Cao Minh đánh không lại Hồ Kim Hương cho Minen nghe. Minen nghe nói nổi giận rằng: vậy hai ta hiệp sức tâm cho ra án này. Tôi quyết chắc rằng nan Hồ Kim Hương cũng đồng tội trong án ấy. Nan đồng mưu với Cao Minh toan hại Cao Thanh Bình đó. Châu Vĩnh Phú rơi lưỡi nói rằng:
bạn ta là Cao Thanh Bình, cư xử với ta rất có tình thâm thúy. Dạ tại người, xưa cũng có giúp tôi nhiều phen, tai qua nạn khỏi, bây giờ lẽ nào điềm nhiên sao? Minen cũng nói rằng, tôi tuy rằng khát nước, song đối với Thanh Bình cũng như tình anh em ruột, tôi cũng quyết lòng tầm mưu cứu người. Châu Vĩnh Phú nói rằng, bây giờ tôi đến nhà của nàng Hồ Kim Hương, xem coi nàng để cho ai giữ, cùng dò xem thử thế nào. Minen nói, tôi cũng đi nữa. Đoạn hai người ra xe, chạy đến nhà nàng Hồ Kim Hương. Đến nơi vào chẳng thấy ai cả. Châu Vĩnh Phú hỏi rằng, có ai ở nhà không? Đoạn có hai đứa tớ gái ra chào và đáp rằng, chủ tôi đi khỏi. Vĩnh Phú hỏi, bà chủ đi đâu? Người đi về Vĩnh Long. Khi nãy tôi thấy bà đứng trước nhà đây, cô em giấu lòng chi? Đứa tớ gái nói, không hiểu được, người mới đi đây bảo có ai hỏi thì nói như vậy. Châu Vĩnh Phú và Minen liệu thế hỏi nữa không ít, nên trở về bàn tính việc khác. Về đến nhà, Minen bảo rằng, bây giờ bạn về nghỉ, chiều lối 7 giờ bạn đến cùng tôi qua nhà Cao Minh dò thử, hoặc mai đưa sự may mắn chăng. Châu Vĩnh Phú gật đầu bắt tay từ giả. Lối 7 giờ tối, thấy hai người mặc đồ đen, mang giày cao su xem rất gọn, đồng lên một cái xe ba chỗ ngồi. Đến nhà Cao Minh, cả hai xuống xe, đi vòng đến cửa, ngó thấy trong nhà đèn thắp sáng như ban ngày, tiếng nói cười xen lộn. Châu Vĩnh Phú nói với Minen rằng, hiện giờ chúng nó đang vui vẻ tiệc rượu, vậy hai ta đi vòng ra sau, tìm thế vào ẩn núp trong nhà. Minen gật đầu. Hết tập 1, còn tiếp 2.